ta đã bị một phù thủy điều khiển. Thì ra là vậy. Một phù thủy thật là độc ác. Ta sẽ giúp người tiêu diệt bà ấy. Có chuyện gì vậy? Âm giới có việc rồi. Ta phải đi trước đây. Được, ngươi đi đi. Ta sẽ giúp người đến đây thôi. Về còn lại, người tự xử đi. Mày xuống đây làm gì? Tên tiểu yêu kia, anh trai tao đang bị nhốt ở đâu? Bố người đến đây để cứu anh trai ngươi, sẽ về đi. Nếu không, đừng trách ta không nương tay. Không cứu được anh trai ta, tất nhiên quyết không về. Mọi người đừng trách ta. Ngoan cố. Cha, lại là mày à? Chưa tao đây. Na cha, ngươi dám phản lại ý cha. Là Trà, ngươi sao vậy? Thần chết, tên quỷ Satan kia mạnh quá, ta không động đậy hắn. Thần chết, ngươi có thể giúp ta cứu anh trai và bạn không? Thôi được rồi, để ta. Cảm ơn ngươi. Là Trà, ngươi chạy được tự thoát. Na Cha, người dám chống lại ý trời thì người sẽ phải chịu hậu quả. Thần chết, người dám tạo phản hả? Thần chết, người có sao không? Na Cha, ta đã cứu được anh trai của bạn ngươi rồi. Thần chết, cảm ơn người. Nghe đi đi, để ta cầm chân hắn. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Đi đi. Thằng chết, ngươi không xứng đáng giữ trọng trách dưới âm giới. Ta sẽ trục xuất ngươi. Sa tăng, hôm nay, ta quyết sống chết với ngươi. Còn còn. Yeah.
Không thể nào! Mày ra! Mày ra! Mày có sao không? Tần chết! Ngươi thấy thế nào rồi? Anh Trung, anh Trung, chết. 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 Ngươi có sao không? Na Cha, ngươi hãy đưa mọi người về đi. Thế còn ngươi? Ta không còn lời để về rồi. Ta phải chịu trừng phạt của âm giới. Các người hãy mau về đi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Thế còn ngươi? Đi đi, nhanh lên! Nhanh! Đi! Tần chết, bỏ trong! Đi! Tần chết, đây chính là hình phạt của ngươi. Ngươi sẽ vĩnh viễn không được về âm giới nữa.